Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thắp nén tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo. Côn Đảo từng được mệnh danh là địa ngục trần gian bởi trong suốt 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, từ năm 1862 đến năm 1975 dưới chế độ thực dân đế quốc, những chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt và đày ra đảo bằng tất cả các nhục hình tra tấn. Hơn 20.000 tù nhân đã bỏ mình tại Côn Đảo. Đến nay, nghĩa trang Hàng Dương mới chỉ quy tập được hơn 2.000 ngôi mộ, trong đó chỉ có 793 ngôi mộ lưu rõ danh tính, quê quán, phần còn lại là những ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Trong không khí trang nghiêm kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đại biểu đã dâng nén hương thơm và thắp hơn 3.000 ngọn nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương, thành kính bái phỏng anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước, đồng thời tri ân cảm tạ và nguyện luôn chăm lo đáp đền công ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.